nhất trận đội đấu duyên nợ giữa Mỹ Nhân và Nam Nhân. Sát màn hình các bạn là tem Mỹ Nhân, còn xa màn hình là Nam Nhân. Đập bóng tốt điểm Nam Nhân 1-0. Đập bóng ra ngoài điểm cho đội Nam Nhân 2-0. Bóng còn không có thủ tốt. Không còn bỏ bóng tốt, bỏ bóng tốt điểm cái đội Mỹ Nhân 1-2. Đập bóng tốt điểm cho đội Nam Nhân 3-1. Đập bóng chạm tới trắng ngoài điểm cho đội Mỹ Nhân 2-3. Bỏ bóng tốt, bỏ bóng tốt điểm cho đội Mỹ Nhân 3-2. Bỏ bóng tốt điểm cho đội Nam Nhân 4-3. Pháo ở ngoài 4-4. Điểm cho đội Mỹ Nhân 4-4. Không còn chém bóng tốt đến cho đội 5-4. Đến cho đội 5-5 6-4. Bóng ăn tay. Điểm cho đội Mỹ Nhân 5-6. Đập bóng tốt. Điểm cho đội Nam Nhân 7. Bóng tốt, đập bóng tốt điểm cho đội Mỹ Nhân 6-7. Cũng khay qua lưới điểm cho đội Nam Nhân 8-6. Đập bóng chạm với trắng ra ngoài điểm cho đội Mỹ Nhân 7-8. Bóng
bóng chạm tới trắng ra ngoài, điểm cho đội Mỹ Nhân 8 đều. Trắng bóng tốt. 9 8 đập bóng tốt để cho đội Nam Nhân 9 đều. Đến cho đội Mỹ Nhân 10 9. Bóng tốt đến cho đội Nam Nhân 10 đều. 10 đều. Thủ tốt. Bóng tốt, điểm cho đội Nam Nhân 11, 10. Đập bóng tốt, điểm cho đội Nam Nhân 12, 11. Đập bóng tốt để cho đội Mỹ Nhân 11, 12. Thắng bóng đâu này, điểm cho đội Nam Nhân 13, 11. Đập bóng tốt đến cho đội Mỹ Nhân 12, 13. 12, 13. Đập bóng chạm tới trắng ra ngoài. Điểm cho đội Nam Nhân 14, 12. Đập bóng tốt, 13, 14. Cho đội Mỹ Nhân 13, 14. Đập bóng tốt đến cho đội Nam Nhân 15, 13. Hai đội lưu ý điểm cuối. Đập bóng tốt điểm cho đội Mỹ Nhân 14, 15. Đập bóng tốt điểm cho đội Nam Nhân 16, 14. Kết thúc trận thi đấu thứ nhất, đội Nam Nhân xong bóng. Set 2 giữa Mỹ Nhân và Nam Nhân. Set 1 Nam Nhân thắng trước 1-0 nha. Bữa nay đi quay mà không có sức nha. Chắn bóng tốt, điểm cho đội Nam Nhân 1-0. Đập bóng tốt, điểm cho đội Mỹ Nhân 1 đều.
Phá bóng ngoài 2-1. Điểm cho đội Nam Nhân 2-1. Bóng tốt. Xử lý bóng tốt. Điểm đội Mỹ Nhân 2 đều. Điểm 2 đều. Đập bóng tốt. Điểm cho đội Nam Nhân 3 2. Bóng tốt. Điểm cho đội Nam Nhân 4-2. Nam Nhân mở máy nha. Hay quá chị ơi. 4-4. Bóng phối hợp rất tốt. Điểm cho đội rất tiếc bóng ngoài. Mỹ Nhân 4 đều. Bóng tốt. Điểm cho đội Mỹ Nhân 5-4. Quá tốt rồi. Bóng tốt. Điểm cho đội Nam Nhân 5 đều. Bóng ngoài luôn. Đập bóng ra ngoài. Điểm cho đội Nam Nhân 6-5. Chẳng muốn tốt. Điểm Nam Nhân 7-5. Điểm Nam Nhân 8-5. Điểm Nam Nhân 9-5. Điểm Mỹ Nhân 6-9. Điểm Mỹ Nhân 7-9. Chúng ta cho Mỹ Nhân thắng luôn. Điểm Nam Nhân 10-7. Điểm Nam Nhân 11-7. Quá hay vậy. Điểm quá hay rồi. 12-7. Rất cố gắng nha.
lấy nước vỗ hang gà. Nam nhân 13-7. Bóng ngoài. Điểm nam nhân 14-7. Bóng ngoài. Nam nhân 15-7. Hai đội chú ý điểm cuối. Trận tiếp theo diễn ra là Uni 2 với Phát Càng Long. Hai đội chuẩn bị. Tập bóng tốt. Điểm Mỹ Nhân 8-15. Bóng ngoài luôn, kết thúc trận đấu luôn. Kết thúc trận đấu. Đây là nhân thắng chung cuộc 2-0.